Rồi, chào mọi người, quay trở lại với kênh bán hàng luận ngày Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em ha, 0348 30 843 nè. Rồi mọi người theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký để em cập nhật về cho mọi người mấy cái video mới đăng lên ha, cho nó thông báo về điện thoại á, cho nó mọi người xem nhanh nhất. Rồi, hôm nay là video 117 mọi người. Món số 1 là cái dụng cụ để lấy mấy con ốc để rớt được, mấy ốc hay mấy vật đồ bằng sắt ha mọi người, nó rớt thì mình lấy, tại vì đây là cái đầu 500 nè, còn đây là cái như cái dây vậy, mình phải uốn dẻo nhiều cái hế khác nhau để mình lấy đó. Ví dụ như muốn lấy cái kìm nè, nó cũng khá là mạnh á, lấy cái vạt nhỏ thì nó ok ha mọi người, nó chuyên lấy mấy cái vạt nhỏ mà nó rớt trong cái hốc kẹt rồi mình lấy không được ha, hò tay vô lấy không được, mình dùng cái này đây. Đây là sợi dây có thể uống được nhiều thế khác nhau, dây bằng thép ha, giống như cái lò xo vậy. Đó. Trả về vị trí cũ. Đây, cái em dụng cụ này của engineer của Nhật nha mọi người. Rồi, nó có mã là 117.1 nha, giá 250.000. Tiếp theo là một cái đầu kẹp mũi khoan của Nhật Yukiwa. Đây là thương hiệu Yukiwa. Kẹp được mũi từ 1.5 đến 10 mm. Đây, Yukiwa của Nhật. Ở đây nó thiết kế cái hai cái chữ nha mọi người. Chữ này dùng cho đầu vít của máy nha. Mấy máy mà mọi người dùng máy của Mỹ á, như Milwaukee nè, DeWalt, nó dùng cái chuẩn mũi vít này ngắn nè, nên cái mũi Nhật á, nó dài tới đây là mình gài vô đâu được, nhưng mà thằng này nó thiết kế cho thằng Mỹ xài luôn. Đây, đầu ngắn nè, đầu dài gài vô bình thường, còn rất là đẹp mọi người. Quay rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Đây, quay cây nó bằng thép nha, sắt nha mọi người. Đây bằng thép rồi, nó cứng 9 cm, rất là gọn. Đường kính của này là 3.5 cm. Rồi, cái đầu kẹp mũi khoan cho máy bắn vít này có mã 117.2 ha, giá 250.000. Rồi, tiếp theo về hai cái tai nghe của thương hiệu Elicom. Đây, cái Elicom, còn cái này có hàng nội địa Nhật ha. Thương hiệu này của hàng gì á, nhưng mà nó bay cái thương hiệu rồi. Đây, nó còn mã sản phẩm. Hai cái nghe rất là ok nha mọi người, âm thanh rất là hay. Pin thì rất là lâu. Cái này nó dùng là pin sạc. Đây, pin sạc nè. Pin sạc xài qua Bluetooth nha mọi người, kết nối Bluetooth qua điện thoại. Pin nó tầm 4 tiếng hơn nha, nên xài rất là thoải mái. Còn thời gian chờ thì rất là lâu, còn mình nghe liên tục á. Mở nguồn lên vậy hả, nhấn là giữ lên,
Đó. Rồi, hai cái tai nghe Bluetooth này có mã là 117.3 ha, giá là 400 ngàn một cái nha mọi người. Tiếp theo là một cái vòi bơm bánh xe. Vòi này của chất, rất là chất. Nó rất là dày ha. Rồi. Rất là dày nha mọi người. Thép nó đúc nguyên cây rất là dày, rất đẹp. Dòng này đời sau, đời mới nè. Của Nhật. Bơm được hai đầu mọi người, đây. Đầu nhấn xuống với một đầu mình phải kéo lên. Đó bơm bánh xe máy hoặc là xe ô tô luôn. Kích thước là 16 cm. Đầu gài vô khớp nối nhanh. Nối vô ống hơi của mình đó. Rồi cái đầu bơm này có mã 117.4 ha, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây súng bắn keo. Súng bắn keo của Gilby. Bắn keo không dụng luôn rồi, keo này mua 10 ly nè, keo này mua không dụng ở ngoài cửa hàng kim khí điện máy ha. Kim khí đồ gia dụng nữa có. Đây nó xài điện 100V nha mọi người, 40W. Độ nóng là 120 độ C. Đó. Của Ryobi Nhật. Xài điện 100V nha. Còn rất đẹp, đầu nè, tròn. Đã test ga keo rất ok nha mọi người. Trông còn hoạt động ok. Này nguyên dây của nó. Rồi. Cái máy bắn keo Ryobi này có mã 117.5 ha, giá là 400 ngàn. Tiếp thêm về một cây cắt to của Mỹ nữa nha mọi người. Đây. Vô tay. Channel lock. Cái thương hiệu nó ha. Đó. Có cái khóa này nè mọi người. Lưỡi rất là dày nha, lưỡi này rất là dày. Cứng. Chung lưỡi của Mỹ là mọi người phải công nhận là nó xài rất là bền ha. Này của Mỹ sản xuất. Đây. Còn khá đẹp. Đây là lưỡi nó. Rồi, cái cắt tone này có kích thước là 25 cm nha. Phần lưỡi nó là 4 cm. Có mã là 117.6, giá là 400 ngàn nha mọi người. Tiếp theo về một cái ổ khóa của Nhật. Mola. Đây có ổ khóa nè. Khóa dây. Còn nguyên hai chìa mọi người. Đây. Nguyên hai chìa nè. Hai chìa viên. Đây nó có dây cáp bên trong nè, dây cáp cũng khá là to. Dây cáp này độ một phân nha mọi người, cáp 10 10 mm. Cáp 10 ly ha. Đây. Khóa rất là đơn giản. Chiều dài của cái khóa này là
gần 60, 57 cm thôi. Đây tính luôn cái ổ 57 cm. Đây cái này là bằng giống như nhôm đúc. Cái đầu này bằng inox mọi người, bằng inox ha, đây nè, khá là nặng đó. Đây đây là nó bấm code cái dây nè, cái đầu có sắt bấm vô dây cáp ha. Dây cáp đến 10 ly, dây nhỏ nhưng mà rất là to. Ổ dây nói chung là nó ổ khóa vừa nhưng mà dây to. Này. Rồi, cái ổ khóa này có mã 117.7 ha, giá 250 nha. Tiếp theo là một cái đồng hồ so của bên chuyên ngành cơ khí ha. Đây. Còn khá là ok, hoạt động tốt. Đây của thương hiệu Excel. Đây của Nhật mưa. Đây cái thương hiệu nó là cái logo nó chuyên cái làm đồng hồ luôn nè. Đây, đó chuyên làm đồng hồ, có cái mặt đồng hồ luôn. Logo đây. Đó là còn rất là chuẩn nha mọi người nè. Động chuẩn ha, nó trả về không nè. Chạy im. Đây nó có sai số là 0.01 đến 50 mm. Đó, cái độ chia nhỏ nhất ha. Đây cái đồng hồ rất nhỏ gọn trên lòng bàn tay. Rồi, cái đồng hồ này có mã 117.8 ha, giá là 550 nha. Tiếp theo là một cái kìm chuốt dây điện rất là nhỏ gọn. Đây nó chốt cách cỡ dây nè. Đây là cái nấc mình điều chỉnh nè mọi người. Đó, mình chỉnh lên thì nó nhỏ. Dây rất là nhỏ nha. Chỉnh xuống hết cỡ là dây được nhiêu đây. Như thông số là ở đây là 0.8 về 0.8 đến 0.65, 0.5, 0.4 rồi 0.32. Đó là thông số của nó ha. Cái loại này thì mình chuốt như vậy nha mọi người. Đây là cái miệng chuốt nè. Đây, người điều chỉnh cho phù hợp với dây ha. Rồi mình kê vô chuốt. Đó. Rồi đặc biệt ở đây nó có đồ cắt nữa nha, đây cắt nè. Lưỡi kéo cắt rất là ok. À, chuốt. Cắt. Rất là nhỏ gọn. Đây điều chỉnh được 1 2 3 4 5 nấc nha mọi người. 5 cái nấc thông số nè, 5 cái. 5 cỡ dây. Rồi, cái kìm này có kích thước rất là nhỏ gọn, 12 cm. Kìm chuốt dây này có mã 117.9 ha, giá 150 nha.
Rồi tiếp theo một cái kèm chuốt dây điện của ông Vercel, về một cây của Vercel. Ở đây nó bị đứt, bị nứt cái bào da xíu này. Nhưng vẫn xài ok, không ảnh hưởng đâu, vẫn cầm bình thường. Chung nhìn nó hơi xấu nhưng mà mình làm thì chung quan trọng là cái chất lượng nó làm ha. Cái lưỡi nè, lưỡi này từ 3.2 trở xuống nha mọi người, 3.2 mm, 3.2 nè, 2.8 nè, 2.0, 1.6, 1.0. Đây chú cái lưỡi cỡ dây này là nhỏ nhất, chú thử nè. Đó, đó, rất là nhẹ nhàng. Đó, đây rất là nhẹ nhàng, chuẩn, ra rất là đẹp, đứt cái dây vỏ rất là đẹp luôn. Đây. Rồi kịp chốt và sale này có mã kích thước là 17 cm ha. Có mã là 117.10, giá là 300 ngàn. Rồi đây là cũng là món cuối cùng em kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại.